Hello, xin chào mọi người nhá. Ấy, bây giờ thì đào đào con rúi này không được, bây giờ phải bẫy. Mang theo hai cái này để bẫy mọi người. Nó đi sâu quá, con này nó đi sâu quá, bây giờ phải dùng cách là bẫy rồi. Đấy nhá. Cẩn thận vào tay phang là lại. Cái này ôm này vào không phải nói nha. Chết cứng ngay. Cái này mình đặt bẫy xong là may ra là nó thơ bị hết rồi. Cái nào ai mà không biết là sờ vào phát là nó cắm vào, nó bấy vào tay là khổ lắm đấy. Cái bấy của thằng em này còn đeo cả dây bạc nữa. Chuyền à? Dây chuyền bạc nữa. Cái dây này dây gì mà sao nó không biết gì nhỉ? Dây bạc đấy. Dây bạc đấy. Lâu ghê. Cái này làm hơi khó. Cẩn thận nha. Muối nhiều lắm rồi. Bây giờ lại sắp tuột rồi. Sắp xuống rồi. Để có ok không? Làm cho nó chắc chắc đi nha. Ui trời. Tói lửa. Cái sao cái kia nó hỏng á? À? Cái này cái cong nó sao? Đập một tí. Bây giờ phải về phải lật qua quả đồi bên kia chứ nhỉ? Phải không nhỉ? Ừ. Mệt đấy. Tối đến nơi. Cái nào nó cũng thế á? Nó cũng chẳng nghiêng. Đặng đâu. Đặng. Không có đá rơi vào. Đào cái chỗ để cho cái cạn vào trong. Tối dưới mà ra là nó dẫn vào. Ui, cái kia nó đè vào không sập được thì dưới chảy ra có sập được không à? Được. Có muối, có cái loại kia. Có phải tròn đất vào không? Có. Hả? Có đấy, nhưng mà từ từ nhé. Có. Cần xong chưa? Thì cái lá đấy, cái loại lá này này, đâu? Lá này. Kinh nghiệm bấy bao nhiêu năm rồi nhá, không chịu phát nào luôn đấy. Không chịu phát nào luôn đấy. Cẩn thận thì lại bay vào, bay thì lại không chịu phát nào luôn đấy. Lấy cái đất à, mịn mịn rồi. Giả quá cái kia. Cái con này đào đi sâu lắm nhưng mà không được nha mọi người ạ. Quyết định là bấy này thì ăn ngay nhá. Quyết định tối nó ra, tối này tôi nghĩ là nó khi nó vào tay. Cẩn thận nha. Chứ lại vào tay là mệt đấy. Kiểu là nó vào tay cứ làm cứ mãi nói chuyện cứ vào tay khác là dần bấy dúi chuyên nghiệp đây mọi người ạ. Đào không được thì bấy không được thì mới thả nhá. Ác quá không nhỉ. Được rồi. Ừ, cái đất đây, mấy cái cục này này, mấy cái cục này, lấy ra thí đây nó này. Bây giờ lấy ra sẽ làm xem nó còn sắp rơi ra ấy. Ôi.
đùa nhau này. Bấy bấy một cái thôi à? Có cần này, có cần là lấy cái gì? Rào rào một tí. Rào hai bên nào? Chẳng lấy cái cây này rào á. Cái cây khô thì xuống dưới nữa. Đấy, cái đá này. Đấy. Bấy xong là phải rào vào để nó ra thì nó ra đúng cái đường mình bấy thôi mọi người ạ. Cẩn thận khi tặng đá nó lại lăn xuống dưới đấy nhá. Ui, không chắc đâu. Không chắc đâu. Hay là đằng vào bên này. Bên này được. Ôi dồi ôi. Nguy hiểm quá rồi. Đem cái chế kề đấy, kề vào. Xong. Lấy cái lá kia ra. Nó có thêm mấy. Xong nhá. Xong rồi mọi người ạ. Đây. Đây là cách bấy bấy cạn nhá. Đấy. Bây giờ bấy xong rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày mai ra và chờ cái kết quả nó là xem nó có vào hay không đấy nhá. Đây nhá anh em ơi. Thì theo như hôm qua anh em đi rừng thì đào một tổ rúi đây nhưng mà cũng được. Thì hôm qua mình bấy, bây giờ mình ra thăm rồi. Đấy, nó đã vào nhá, mình bấy ngay chỗ này. Nó kéo cả cái cặm sắt vào trong này. Đấy, nó kéo cả vào trong này rồi. Ok nhá, bây giờ sẽ lấy ra xem. Không biết có vào không nhưng mà thấy nó lấp lấp đất ra rồi. Anh em theo dõi nhá. Nó kéo cả cái sắt, cái cặm sắt của mình vào đi. Không biết nó vàng không, không nghe thấy tiếng gì nhá. Mình nghĩ là có khi vào nhưng mà có khi nó tuột ra rồi sao. Thế thế nhỉ. Ôi, tiếc quá các bác ạ. Ôi, sao lại tuột đường nhỉ? Sao lại tuột đường nhỉ? Mình bấy rất chắc chắn rồi. Hình như là tuột đấy các bác ạ. Không thấy manh mối gì cả. Ôi trời, tiếc quá. Ôi, đứt cả tay rồi. Đây. Trời, nó kéo đứt cả tay của nó vào rồi nhá. Đây. Anh thấy không? Vào tay mà sao lại cắn đứt hết cả tay, nó chui lại chui vào nhá. Tiếc quá, con này to lắm ấy. Ôi giời, tiếc thật. Sao lại thế nhỉ? Tiếc quá, tiếc quá. Rồi, sao lại vào tay mà nó lại, nó cắn đứt hết tay nó lại vào rồi. Tiếc thật anh em ơi. Tiếc quá. Ôi giời. Thế là lại không có mồi rồi anh em ạ.
Ôi, thế là hết vị rồi.